Honda HR-V HEV 2025 ra mắt. Mẫu gầm cao cỡ B bản nâng cấp tinh chỉnh thiết kế, duy nhất hệ truyền động hybrid, bán ra tại châu Âu trong tháng 9. Thương hiệu ô tô Nhật Bản Honda ra mắt HR-V HEV 2025 cho thị trường Anh. Mẫu gầm cao cỡ B mới của Honda thừa hưởng từ người anh em sinh đôi Vezel tại Nhật Bản. HR-V cho thị trường châu Âu vẫn chỉ có duy nhất hệ truyền động hybrid HEV dẫn động cầu trước. Ngoại hình HR-V 2025 không nhiều thay đổi kể từ khi ra mắt lần đầu năm 2021. Điểm nổi bật nằm ở lưới tản nhiệt thiết kế lại, cản trước thể thao hơn với các khe hút gió tinh chỉnh. Đèn pha LED với đồ họa mới. Hãng xe Nhật Bản bổ sung thêm 3 màu ngoại thất mới gồm xanh lá, xanh biển và xám đô thị. Bản Advanced Style Plus mới định vị ở vị trí cao nhất dòng HR-V, bổ sung thêm cửa sổ trời toàn cảnh, lưới tản nhiệt trang trí với chi tiết màu đen Crystal Black và bộ mâm 18 inch thiết kế độc quyền. Nội thất HR-V 2025 mang phong cách kỹ thuật số với cụm đồng hồ 7 inch, màn hình cảm ứng giải trí 9 inch. Phía dưới bảng điều khiển trung tâm thiết kế lại, giúp dễ dàng tiếp cận vị trí sạc không dây và cải thiện tính công thái học. Những tinh chỉnh khác trong cabin như vật liệu cách âm nâng cấp. Tính năng an toàn của HR-V 2025 cải thiện với việc bổ sung hệ thống camera đa góc nhìn và hỗ trợ lái xe khi tắc đường. Hệ truyền động hybrid của HR-V 2025 gồm máy xăng 1.5 IVTEC kết hợp với hai motor điện kèm bộ pin lithium-ion. Máy xăng kết hợp motor điện cho tổng công suất 129 mã lực. Theo kế hoạch, Honda HR-V 2025 bán ra trong tháng 9, giá công bố gần thời điểm.